Chào mừng quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh Vinafor. Và trong clip lần này thì em gửi tới quý vị anh chị chiếc xe Forerunner Limited, hai chiếc, một chiếc màu xanh và một chiếc màu trắng. Thì ở video này thì em báo giá từ quý vị anh chị, bên em còn hai chiếc này có thể giao ngay tới quý vị anh chị, Limited màu xanh và màu trắng. Đây, như quý vị anh chị nhìn thấy, như quý vị anh chị đã biết thì cái thời gian gần đây cái lượng xe tồn kho, xe nhập nó rất là ít, khiến cho cái việc quý anh chị đặt mua xe nó rất là vất vả và lâu, thậm chí là có những quý anh chị mình đặt cọc xong còn bị trả cọc cơ. Đấy, thế nhưng mà nếu như quý anh chị đang quan tâm đến Ranger Limited và đi tìm bấy lâu nay chưa có thì bên em đang có sẵn hai xe để giao ngay tới quý vị anh chị. Một màu trắng và một màu xanh đang sẵn kho, sẵn giấy tờ. Quý anh chị chỉ cần là ok cái là giao xe được ngay. Đấy, và em là Sơn bên đại lý ô tô Ford Thăng Long, địa chỉ 105 Láng Hạ. Để có hỗ trợ tốt nhất thì quý anh chị vui lòng gọi điện đến cái số hotline em để ở trên màn hình video. Em sẽ hỗ trợ quý anh chị về xe và hỗ trợ báo giá tốt nhất gửi tới quý anh chị. Và với cái phiên bản Ford Ranger Limited thì đang có mức giá bán là 799 triệu đồng. Tại thời điểm này thì nếu như quý anh chị đặt mua thì được giảm một chút xíu thôi, giảm được khoảng 10 triệu bao gồm cả tiền mặt và phụ kiện quý vị anh chị nhé. Em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phiên bản Ford Ranger Limited này. Ở cái video này thì em cũng chỉ giới thiệu ngắn thôi, vì là cái khung cảnh ở đây thì cũng không tiện cho cái việc em quay video. Và nếu anh chị muốn xem chi tiết thì có thể xem ở phần mô tả video, em đã để link đánh giá chi tiết cái Ranger Limited này. Với Ranger Limited là phiên bản xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và cái đây là một phiên bản để dành cho quý vị anh chị dùng cái xe mà cần hiệu năng cao, nhưng mà đối với Wycheck thì nó lại hơi cao tiền. Thì trong khi đấy thì Limited thì giá lại rất là hợp lý, có 799 triệu thôi. Và Limited thì được trang bị những cái option cũng khá là đầy đủ, như là hộp số tự động 10 cấp, động cơ 2.0, công suất máy là 180 mã lực. Và đi kèm với nó, đây là một chiếc xe hai cầu, nó rất là thuận tiện để quý anh chị mình di chuyển và vận hành nặng với chiếc xe này. Về cái trang thiết bị thì Limited cũng không thua kém bất kỳ một cái phiên bản cao cấp nào của Ford. Ví dụ như là hệ thống đèn pha full LED, đây quý anh chị nhìn thấy, đèn pha full LED. Cái thiết kế mặt ca lăng thì cũng khá là hiện đại và mới mẻ. Về đèn pha thì full LED, có giải LED ban ngày, có hệ thống đèn tự động. Đó là phần đầu xe. Các cái chi tiết như mặt ca lăng thì đều mạ chrome. Ở phần dưới, phần la răng, quý vị anh chị có thể nhìn thấy la răng thì bản Limited này được trang bị cái được trang bị la răng 18 inch giống hệt như xe Ranger Wycheck quý vị anh chị nhé. Được trang bị la răng 18 inch giống hệt như cái Wycheck luôn ạ. Đấy, đây, cái thiết kế la răng giống hệt và size cỡ la răng lốp giống hệt. Ở bên sườn xe thì Limited được trang bị các cái chi tiết bên ngoài nhìn cũng khá là nổi bật, như là gương chiếu hậu mạ chrome bóng, mang cá mạ chrome, tay nắm cửa mạ chrome. Và đặc biệt là với Limited thì cũng được trang bị cái hệ thống là chìa khóa khởi động thông minh Start Top. Đấy, ở trong ở cái chỗ này cái góc quay nó rất là hẹp bởi vì là khá là nhiều xe ở kho, nên là em cũng hôm nay cũng hơi lười quý vị chị thông cảm. Phần đằng sau xe thì đây, đằng sau cản sau thì là cũng là mạ chrome, có tích hợp là 4 cái cảm biến sau, camera lùi tích hợp luôn trên logo đằng sau, tay nắm hõm, chữ Limited đằng sau, mạ chrome sáng bóng. Đó. Thì em chỉ giới thiệu sơ sơ, còn cụ thể thì có lẽ quý vị anh chị xem cái đường link ở dưới ở trong phần mô tả video nhé, thông cảm giúp em. Vâng, vừa rồi là ngoại thất rồi. Bây giờ em sẽ đi nhanh một chút về nội thất và các option tiện nghi ở trong xe cho quý vị anh chị nhé. Thì với Ranger Limited thì hệ thống ghế là được bọc da này, rất là thoải mái. Bệ tì tay bọc da, rồi các cái vị trí như tay nắm cửa đều được mạ chrome bóng. Đấy, quý vị anh chị có thể nhìn thấy rất là kỹ. Em sẽ đi vào trong xe một chút. Ở đằng sau thì được trang bị ổ điện, ổ tẩu 12V, nói chung là đủ dùng ạ.
Đó. Và đây là cái phần giao diện ở phía trên xe. Thì quý vị anh chị có thể nhìn thấy thì với cái giao diện này thì nó cũng khá là bắt mắt và khá là hiện đại. Về thiết kế ở phía bên trên, đây quý vị anh chị có thể thấy. Đó. Đây, em sẽ sơ qua một chút về cái thiết kế ở phía bên trên của chiếc Wrangler Limited này, phía lái xe. Với Wrangler Limited thì đầu tiên là cái hệ thống lái khá là uyển chuyển và hiện đại. Vô lăng thì được trang bị cái vô lăng trợ lực lái điện. Đấy, cái vô lăng trợ lực lái điện này thì nó rất là hay khi mà được trang bị lên một chiếc xe bán tải. Quý vị anh chị đi ở tốc độ thấp chở hàng nặng thì nó rất là nhẹ, dễ đánh lái, dễ xử lý. Nhưng mà khi mình đi lên trên cao tốc thì nó đầm lại, lái xe rất là chắc chắn. Và ngoài ra ở trên vô lăng thì cũng được trang bị rất là nhiều các cái nút tiện ích như là nghe điện thoại, chuyển bài, nét bài, tăng giảm âm lượng. Ở phía bên trái thì trang bị cái hệ thống là ga tự động và dây hạn tốc độ, cruise control và lim đó. Thì cái đó là nó sẽ giúp cho quý vị anh chị mình đi trên cao tốc nó rất là nhàn. Đây là cái giao diện màn hình điều khiển của xe thì nó khá là thân thiện và đầy đủ các cái thông tin. Quý vị anh chị có thể là kiểm soát cái xe của mình rất là nhanh, chỉ qua thao tác một vài nút bấm thôi. Đó. Tiếp đến là cái phần cái màn hình trung tâm của xe thì Wrangler Limited được trang bị màn hình 8 inch với hệ điều hành mới nhất là Sync 3.4, có các cái tính năng thông minh như là kết nối thông minh với điện thoại thông qua Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra thì các cái kết nối Bluetooth này cũng có đủ, camera lùi, cảm biến lùi hiển thị trực tiếp trên màn hình này, điều khiển điều hòa. Đó, rất là nhiều các cái tính năng được tích hợp ở trên cái màn hình 8 inch Sync 3.4 này của phiên bản Wrangler Limited. Ở phần dưới thì đây là cần số của xe. Thì cũng rất xin lỗi quý vị anh chị là xe đây là xe mới, em cũng không tiện bóc ni lông ra. Đấy, biết đâu thì một trong các quý vị anh chị đang xem video này sẽ là chủ sở hữu của chiếc xe này, đúng không ạ? Cần số này có cái chế độ lái thể thao và sang số trên cần số. Còn đây là cái nút cài cầu điện, các cái chế độ như là 2H, 4H, 4L. Ở đây nữa là có cái nút là tắt, bật tắt cái cân bằng điện tử này, hỗ trợ đổ đèo. Và một cái rất là hay đó là khóa vi sai cầu sau. Thì cái khóa vi sai cầu sau như này, Em xin lỗi, cái máy đang hơi trục trặc một tí. Rồi, cái phần cái khóa vi sai cầu sau thì nó sẽ hỗ trợ cho quý vị anh chị rất là thuận tiện khi mà mình đi qua các cái, vượt qua các cái đường trơn, đường lầy. Nó sẽ hỗ trợ cho quý vị anh chị vượt qua cái đó rất là nhanh, bởi vì là nó sẽ đồng tốc lại cái hai cái bánh sau lại. Đó là các cái cơ bản. Còn những cái nhỏ nhỏ như là gương chiếu hậu thì có chống chói này, rất là hay. Xe nào mà đi sau bật pha thì mình cũng rất là yên tâm. Ở tablo quý vị anh chị, đây, tablo thì đây là tablo giả da nhá, bằng nhựa thôi. Đấy, nhưng mà họ thiết kế một cái rất là sần như này. Đấy, thì nó mang lại cái cảm giác nó khá là sang trọng. Nhưng mà đây là nhựa thôi, không phải da đâu ạ. Ở chính giữa thì có một cái chỗ này mình có thể để điện thoại này. Rất tiếc thì ở trên chính giữa này không có loa trung tâm. Đó là toàn bộ về thiết kế của xe. Còn hệ thống an toàn thì xe Ford vẫn luôn luôn nổi tiếng với các cái hệ thống công nghệ an toàn hỗ trợ lái xe như là cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, rồi hỗ trợ phanh ABS, hỗ trợ phanh lực phanh điện tử, nói chung là rất là nhiều. Và rất tiếc là cái Wrangler Limited này chỉ được trang bị hai túi khí. Nếu như là được 4 hoặc 6 thì có lẽ là nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Đó, hệ thống âm thanh thì vẫn trung thành với 6 loa. Thì âm thanh của chiếc Limited này thì nghe cũng gọi là tạm được, cũng không phải là quá xuất sắc. Đấy, như các cái công nghệ thì đầy đủ như là đèn tự động này, gạt mưa tự động này là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Quý vị anh chị ạ. Dạ vâng, vừa rồi thì em Sơn có gửi tới quý vị anh chị báo giá và giới thiệu nhanh đến quý vị anh chị ở cái phiên bản Ford Wrangler Limited. Chủ yếu là video này thì là em muốn gửi tới quý vị anh chị thông điệp là cái Limited bên em đang có sẵn xe để giao ngay tới quý vị anh chị hai màu, là màu xanh
và màu trắng, mỗi con còn một xe của tháng 4 này. Đấy, tháng 5 thì khả năng là cũng còn ít hơn, khả năng là ít hơn. Đấy mà thôi, câu chuyện tháng 5 thì mình sẽ tính sau. Còn ngay bây giờ quý vị chị nếu như mà muốn lấy Wrangler Limited thì hãy gọi điện ngay cho em Sơn, đại lý ô tô Ford Thăng Long, và em sẽ hỗ trợ quý vị anh chị. Và một lần nữa thì cảm ơn quý vị anh chị đã xem video ạ.